Chúng ta sẽ tiếp tục cái phần một số phần mà chúng ta dở dang trong hai cái buổi giảng trước thì Tương Tự Pháp Nhiên cũng có giới thiệu chúng ta cả hai phần, và gần đây nhất đó là chiều hôm qua thì Tương Tự Pháp Nhiên có giảng về vấn đề niệm sư chết không ạ? Tuy nhiên lần này chúng tôi để tiếp tục cho Tương Tự Pháp Nhiên tiếp tục, chúng tôi không có đi giảng những cái phần kế tiếp sau đó. Hình như trong cái chương trình là Tương Tự Pháp Nhiên sẽ giảng qua phần 32 thể trược, rồi hình như là sẽ giảng qua về tứ vô lượng tâm vân vân. Chúng tôi sẽ để cái phần đó cho Tương Tự Pháp Nhiên đi cho nó được không có bị gián đoạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến một cái phần đó là thất tịnh. Thất tịnh đó là bảy điều, bảy pháp làm thanh lọc nội tâm của phàm phu để trở thành một vị thánh nhân. Thật ra thì đối với một số vị như buổi sáng hôm nay sư có nhắc đến vị tại sao mà trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ ở trong đó Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất để thanh lọc tâm, để diệt trừ phiền não khổ vân vân, đó là tứ niệm xứ vân vân. Thì ở trong trường hợp này cũng vậy, cái giai đoạn mà để thay đổi con người của mình từ phàm sang thánh, cái giai đoạn đó phải cần đến tứ niệm xứ. Nhưng mà những cái sự tu tập, những cái sự nuôi dưỡng, những cái gì mà ngày hôm nay cho chúng ta đang làm, đó là một sự góp phần chuẩn bị để khi mà chúng ta đi đến cái giai đoạn cuối cùng rốt ráo cũng bằng cái con đường tứ niệm xứ này mà chúng ta thay đổi một con người từ phàm sang thánh. Cho nên khi mà chúng tôi trình bày hay là chư tôn đức tăng trình bày về một cái pháp nào đó thì ở trong đó những cái pháp đó không phải là nó không có cái giá trị, nhưng mà nó là một trong những yếu tố góp phần để cho mình có thể thoát được phiền não được. Như có một vài lần, không phải một vài lần mà nhiều lần chư tăng cũng đã từng nói, để có thể chứng đắc được đạo quả không có đơn thuần là chúng ta tu một ngày một buổi mà chúng ta tu được, và trong đạo Phật cũng không có tình trạng tu tắt tu ngang tu dọc, mà cái sự chứng đắc đó ngay cả các cái ba hàng Phật đó cũng phải dựa trên cái thời gian tu hành tu tập pháp độ. Cái thời gian vun bồi pháp độ càng lâu và càng cái sự hy sinh càng lớn chừng nào đó, thì cái sự thành tựu nó sẽ càng cao chừng đó, chứ nó không phải dựa trên một cái pháp môn môn cá biệt nào. Thì lấy ví dụ như là một vị mà thinh văn giác thì cái thời gian pháp độ là 100.000 đại kiếp, 100.000 đại kiếp, và cái thời gian vun bồi pháp độ đó chỉ ở mức là bờ hạ thôi. Thật ra trong thập độ đó là 10 chỉ 10 cái sự huân tập bao gồm cả phước vật, phước đức và lẫn phước trí, và các vị vun bồi trong cái thời gian rất là dài, 100.000 đại kiếp. Ở đây chúng ta để dễ hình dung hơn, đó là một đại kiếp đó, đó là một kiếp của trái đất. Một cái trái đất được chia thành là bốn cái khoảng thời gian, đó là thành, trụ, hoại và không. Cái thời gian hình thành, rồi thời gian tồn tại của trái đất, rồi thời gian hoại diệt trái đất và thời gian không trái đất. Bốn thời gian này bằng bằng nhau, và bốn cái thời gian này nó được gọi là cái một đại kiếp. Như vậy khi nó đến 100.000 đại kiếp, nó là cái con số mà nó vượt ngoài cái trí tưởng tượng của chúng ta chỉ dựa trên con số và hiểu như vậy thôi. Dạ. Thì đối với một cái người mà muốn trở thành một vị Phật thinh văn giác hay là Phật độc giác hay là Phật toàn giác, tất cả các vị đều phải đi qua một con đường giống nhau hết. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là cái thời gian mà nung nấu, cái thời gian tu tập của vị đó ở cái mức độ nào. Thì như khi nãy chúng tôi vừa nói là một vị mà hành pháp độ ở bậc hạ mà cái thời gian khoảng 100.000 đại đại kiếp đó, thì vị đó
Khi mà pháp độ đã chín mùi với cái thời gian đó như vậy rồi thì vị đó có cái khả năng để chứng đắc đạo quả, nhưng mà chỉ ở mức độ tinh văn thường thôi, hoặc là tinh văn đặc biệt. Nhưng mà đối với một vị trí thượng tinh văn thì cũng phải là đến một A tăng kỳ 100.000 đại kiếp, chứ không có phải là 100.000 đại kiếp thôi. Một A tăng kỳ á, con số được tính tương đương là một con số 1 của 140 cho con số 0 của đại kiếp. Và vị đó phải tu ba la mật đến bậc trung, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng được phân biệt như thế nào. Bậc hạ đó là chúng ta khi mà chúng ta phát nguyện để trở thành một vị Bồ Tát rồi đó, thì vị đó phải cái sự bố thí của vị đó, cho dù vị đó phải đánh đổi ở trong bậc hạ, cho dù mình phải đánh đổi những cái ngoại vật, ngoại thân mình như là nhà cửa, vật chất, tiền bạc, nhưng mà để mình tạo trữ một cái duyên lành giải thoát thì mình hy sinh, mình không có tiếc nuối. Chẳng hạn như khi mình nói rằng mình muốn trở thành một vị tinh văn giác bình thường thôi, khi nói đến việc bố thí thì cho dù mình mất hết tài sản đi nữa, mình trở thành một người nghèo khó mình cũng không có sợ. Hay là cái việc trì giới của mình để mình giữ một cái giới được thanh tịnh, ví dụ mình mất hết tài sản, sự nghiệp mất hết thì mình cũng có, mình chỉ bình thường. Hay là để xuất gia, từ bỏ những cái sự dính mắc của đời sống ái dục, thì cho dù mình mất hết gia đình, tài sản, vợ con, chồng con hay vân vân cái gì, mình chỉ bình thường. Tại vì cái mục đích của mình, cái mục đích giác ngộ của mình lớn hơn những gì cái vật chất của ngũ dục. Mình phải đủ sức để mình thấy chuyện đó là cái chính mùi. Và ở cái mức độ mà thấp nhất ấy, vị tinh văn giác là vị này phải đủ cái sự hy sinh lớn lao như vậy đó. Đối với người chúng ta như vậy đó là hy sinh, mà thời nay không có thấy. Thời nay một người đi tu mà chỉ cần cạo cái đầu tóc không có làm cái chuyện khó rồi. Đừng có nói là hy sinh cái tài vật. Mà mình nói rằng nếu mình là một vị Bồ Tát, ai xin gì mình cũng cho, mình đỡ đâu có dám cho. Đồ mình đang xài mình không sắp cho, cái sự dính mắc của mình đối với cái vật chất nó quá lớn. Cái sự dính mắc, cái ái dục của mình đối với vật chất nó quá lớn. Như quý vị biết là bây giờ một cái điện thoại iPhone đó, mà mình cầm trong tay bất ngờ một người rất sơ sinh, mình có dám cho không? Mình đâu dám cho. Thứ nhất là cái niềm tin tam bảo của mình không có đủ. Thứ hai nữa là mình cũng không có đủ thấy cái sự nguy hại của cái ái dục ở mức độ nào. Mình chỉ hiểu chứ mình chưa có thấy. Cái sự thực hành của mình chưa có đủ. Cho nên những cái gì mà mình đã xem là cái tài sản quý của mình rồi, thì ai xin mình là cái chuyện đó, là mình có thể thậm chí mình còn sống chết với nó để mình gìn giữ. Tuy rằng có những người nói là một đời ta, ba đời nó, mình nói thì dễ thương lắm, nhưng mà thật sự người ta lấy đi đó. Mình mất cái điện thoại là mất cả cái tài sản. Suy nhớ có một lần một vị rất là thân, cái vị mất điện thoại không biết là cái giá trị của điện thoại hay là những gì các vị chứa trong điện thoại. Và nhìn thấy các vị đó rất là lo lắng, cồn cào, sốt ruột, đi tìm, chạy đôn, dạy đáo, phải đi kiếm sao cho ra được cái điện thoại. Tại vì nó là bao nhiêu cái tinh hoa trời đất, bao nhiêu cái bí mật cuộc đời đều nằm trong cái điện thoại hết. Rồi ở cái mức độ bậc trung á, cái bậc trung mà của một người tu hành pháp độ á, là vị này cho dù phải hy sinh ngoại vật hoặc là hy sinh cả tứ chi. Tứ chi của mình đó là tay chân của mình. Thì cho dù phải hy sinh mình cũng không có ngại. Bây giờ nói là mấy vị đi xuất gia, ví dụ bị mất hết một chân, các vị có dám đi không? Thậm chí đi xuất gia mình mất một món đồ trong đó mình cũng chưa chắc dám đi, chứ đừng có nói là mình mất được một cái tay chân. Nhưng mà ngày xưa khi mà cái sự tu tập các vị cái tâm lực đủ mạnh rồi đó, thì cái chuyện mà mình để hy sinh, mình dám rũ bỏ cái sự dính mắc đối với ngũ dục đó, mà cho dù phải hy sinh cái sắc thân này thì các vị bình thường. Thật ra các vị đó xem thường ngũ dục lắm rồi, và cái niềm tin đối với tam bảo rất là lớn. Và những cái người đó họ đã thấy được cái sự an lạc, đã thấy được cái sự an lạc trong cái việc mà vượt ra cái trói buộc của phiền não. Cho nên vì đó mới dám đánh đổi lớn như vậy. Còn nếu mà một người mà họ chưa thấy gì hết kia, họ đánh đổi họ đâu có thấy được. Mà cái sự an lạc ở trong cái không có rối buộc đó, nó rất là trừu tượng, nó không có rõ ràng. Và chỉ có những cái người nào
mà do cái sự thanh tịnh nội tâm đến một mức độ nào đó mà họ kinh nghiệm được cái sự an lạc, họ được một lần thủy lạc phát sanh do cái việc mà áp chế phiền não, một lần sanh khởi thì họ thấy cái hạnh phúc nó sẽ lớn hơn là cái hạnh phúc của đời thường rất là nhiều. Và như vậy thì cái thực hành pháp độ ở bậc trung là chúng ta chẳng những hy sinh ngoại vật mà chúng ta hy sinh cả luôn tứ chi, chúng ta cũng không có ngại để thực hành pháp thọ pháp độ. Rồi chúng ta nói đến bậc thượng. Bậc thượng là chúng ta để thực hành pháp độ đó, thì chúng ta cho dù có hy sinh mạng sống chúng ta vẫn không có ngại để bố thí, để trì giới, để xuất gia, để có trí tuệ phân biệt, để tinh tấn, để nhẫn nại, để sống chân thật, để có chí nguyện, để có bát ái, để có hành xả. Thì vị này cho dù có hy sinh cái mạng sống này, vị này cũng vẫn không có ngại để thực hiện những cái điều đó, tại vì vị này đủ cái tâm lực mạnh. Và các vị thấy rằng là những cái gì mà cái thân ngũ uẩn này nó không có đáng, cái ngũ dục này nó không có đáng, chẳng những tất cả những điều đó không có đáng, không có gì đáng hết, cho các vị này không có tha thiết muốn giữ lại. Và thật sự là trong cái cuộc luân hồi của mình á, mình còn phải nhiều trăm, nhiều ngàn kiếp, nhiều triệu kiếp mình sanh trở lại cái xác thân này nó có được là do cái nghiệp của mình tạo ra thôi. Mình yêu quý một thứ mà nó là cái kết quả của cái nghiệp bất thiện, mình đang yêu quý một cái kết quả mà nó là cái nghiệp của bất thiện. Chẳng hạn như là chúng ta nói rằng là trong kinh tối hôm qua buổi sáng này thì chúng ta tụng về kinh Vô Ngã Tướng, ở trong đó nói là sắc uẩn này là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Sắc uẩn này, khi mà mình nói là sắc uẩn này là của ta đi, cái đó là một cái thái độ của ngã mạn. Mà khi mà nói sắc uẩn này là của ta đó, nó là cái thái độ của sự tham ái dính mắc. Và sắc uẩn này là tự ngã của ta đó, nó là một cái thái độ của người tà kiến. Mà lúc nào mình cũng cho là như vậy hết, lúc nào mình cũng có ba thứ trong lòng của mình hết: tham, tà kiến và ngã mạn. Yeah. Tham, tà kiến và ngã mạn lúc nào nó cũng có trong mình hết. Lúc nào mình cũng nói cái này là ta, là của ta và là tự ngã của ta. Và ba cái thứ này nè, nó luôn luôn nó đi suốt cả cái sự nhận thức trong cái đời sống của mình khi mà mình đối với ngũ dục. Và chính vì như thế đó thì một người mà chúng ta để có thể dứt trừ được, chúng ta để có thể để bỏ được, hy sinh cái mạng sống này, hy sinh những cái vật chất mà đa số thực hành pháp độ, thì chuyện đó rất là khó. Như vậy ở đây khi mà chúng ta nói đến cái thất tịnh, đó là những cái pháp mà để làm thanh tịnh, những cái pháp mà để làm thanh tịnh cho một người mà có thể thanh tào lọc được nội tâm từ phạm sang thánh. Nó là những cái pháp mà được trương dẫn ra đây, chứ nó không có phải là như khi nãy tôi nói, là không phải đơn thuần là chúng ta thọ trì một cái pháp môn nào đó rồi để rồi chúng ta chứng đắc được. Chúng ta muốn đi con đường nào cũng được, chúng ta muốn thực hành pháp nào cũng được hết, nhưng mà cuối cùng rồi muốn để trở thành từ phàm sang thánh, chúng ta phải đi qua cái con đường của tứ niệm xứ. Như vậy thì khi nói đến thất tịnh là bảy cái sự thanh tịnh, bảy cái sự thanh lọc để một người phàm phu có thể trở thành bậc thánh được. Bảy yếu tố thanh tịnh đó là gì? Yếu tố đầu tiên được gọi là giới tịnh. Giới tịnh là chúng ta tạm thời chúng ta có thể phân chia được, hiểu rằng là cái giới luật của người xuất gia hay là giới luật của người tại gia. Thì nếu mà chúng ta ở trong cái, chúng ta đang sống ở trong cái phạm vi nào đó, thì chúng ta nên trọn vẹn với cái phạm vi đó. Chúng ta đang sống với cái phạm vi nào thì chúng ta nên trọn vẹn cái phạm vi đó. Chúng ta là một người tại gia, là một người thế tục, thì chúng ta nên trọn vẹn với cái phạm vi giới luật của mình là cái gì? Một là ngũ giới, hai là bát quan trai thế giới. Cái việc mà giữ ngũ giới nó cũng không có phải là chuyện dễ, chứ đừng có nói đến thọ bát quan. Cho nên nếu mà chúng ta giữ được ngũ giới trọn vẹn hay chúng ta giữ được bát quan trai giới trọn vẹn, điều đó nó sẽ
nó sẽ giúp cho chúng ta thanh lọc nội tâm rất là nhiều. Vì đối với một người Phật tử đó, cái việc giữ giới đó là để làm thanh tịnh tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Một người mà luôn luôn nghĩ đến để làm thanh tịnh tam nghiệp của mình á, thì người đó chắc chắn là giới được được thanh tịnh. Mà cái người mà muốn giới lực được thanh tịnh á, thì người đó phải luôn luôn chánh niệm với thân khẩu ý của mình. Tại vì nếu mà một người không chánh niệm thân khẩu ý, một người thất niệm á, thì họ dễ dàng hành xử theo một cái phản ứng của ái dục. Mà hành xử vẫn có dưới ái dục là gì? Nó lẽ khi chúng ta thích á, thì khi cái gì mà nó vừa ý chúng ta thích, mà không vừa ý thì chúng ta sẽ tìm cách chúng ta phản kháng bằng cái tâm sân. Mà tất cả những cái hành động hay là cái lời nói nào mà nó đến từ tâm sân hoặc là tâm tham, chắc chắn chúng ta phạm không ít nhiều gì có lỗi lầm. Chúng tôi lấy ví dụ một cái giới sắc sanh đi. Một cái giới sắc sanh đó, ngoài cái việc mà chúng ta không có làm tổn thương, ngoài cái việc mà chúng ta không có làm cướp đi mạng sống chúng sanh khác, ở bên trong sâu thẳm nó còn một thứ khác, đó là chúng ta tu cái từ tâm. Bởi vì cái bản chất của tâm từ là mong cho chúng sanh khác được sự an lạc, không có đau khổ, được sự an lạc, không có sân hận. Và bản chất của cái tâm bi là muốn cho chúng sanh khác không có đang sống trong đau khổ thì sẽ không bị đau khổ nữa, và mình cũng không có làm khổ chúng sanh khác. Do vậy khi mà một người giữ giới sát sanh là con người phải hiểu, khi mình muốn giữ giới sát sanh thì bên cạnh đó là con người của mình, trong cái thân hành của mình á, phải luôn luôn có cái lòng từ, và trong cái khẩu hành của mình phải luôn luôn có cái lòng từ. Không phải là chỉ có thân hành á, mình mới có thể sát sanh được, mà có những cái câu cô nói đó mình có thể giết chết được khác. Có những cái câu nói mình có thể giết chết được khác được với tâm từ. Giờ trong đời này có rất là nhiều người họ nói những cái câu cô nói mà có thể làm cho người khác họ đau đớn đến mức cùng cực. Chứ đừng có nói là mình có thể là mình hại người khác bằng cái thân, như là mình đánh đập hay là mình dùng vũ khí, vũ lực vân vân. Do vậy chỉ có cái giới sát sanh không, mà ở trong đó cái việc giữ giới nó đòi hỏi phải dựa trên cái tam nghiệp. Thì điều này cũng có nghĩa rằng nếu mà một người giới được thanh tịnh thì tam nghiệp thanh tịnh, mà khi tam nghiệp thanh tịnh thì chắc chắn lúc bây giờ tâm chúng ta sẽ không có bị loạn động. Và khi tâm bị loạn động đó là một cái chuẩn bị rất là tốt cho cái việc mà chúng ta an trú, chúng ta chánh niệm vào trong cái đề mục. Bởi vì hãy khi nào mà tâm tư của chúng ta, khi nào mà thân khẩu của chúng ta đó mà không có thanh tịnh thì tâm của chúng ta loạn. Mà khi tâm của chúng ta loạn động thì làm sao chúng ta ngồi yên lại chúng ta hành thiền được. Giống như một người mà đang chạy xe trên freeway, chúng ta đi với một cái tốc độ rất là cao, và nếu chúng ta thắng lại chắc chắn chiếc xe nó sẽ bị xoay đầu. Và nếu mà một người mà sống tràn đầy trong ái dục thì không có thể nào ngay trong giờ phút có thể ngồi có thể tĩnh tâm được. Tại vì lúc đó sắc tưởng, tinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng nó tràn ngập trong tâm tư của mình. Nó tràn ngập trong tâm tư của mình. Do vậy nếu mà mình muốn để ngồi yên lặng lại thì lúc bây giờ là các căn của mình phải đóng lại. Chỉ tiền thân mình đóng lại bằng cách mình sẽ không nhìn những cái gì không cần thiết nhìn. Mình sẽ không có nghe những cái điều gì không cần thiết nghe, không ngửi, không nếm, không đụng những cái gì mà cảm thấy không cần thiết. Và mình đóng hết tất cả các căn của mình lại. Bên cạnh đó, mình phòng hộ các căn để làm cái gì? Để cho giới lực được thanh tịnh. Thì lúc bây giờ mọi thứ mình sẽ chuẩn bị tốt để mình bước vào một cái hành trình thanh lọc nội tâm. Khi mà một cái ly nước mà chúng ta đổ bùn vào đó, mà chúng ta cứ tiếp tục bước đi á, thì ly nước nó sẽ tiếp tục sóng sánh, và những cái bẩn dơ đó ở trong cái đáy ly nó sẽ bị xáo động. Khi nó xáo động làm sao mà chúng ta thấy được cái cặn nó là cái gì, sao chúng ta có thể uống được. Cho nên
Muốn để cho cái ly nước lắng, cái trước tiên cái bước chân chúng ta không có đi. Muốn để cho cái ly nước lắng thì chúng ta phải ngồi yên, yên một chỗ. Tuy rằng nó đang ở trong trống, nó đang sóng sánh những cái cơn sóng ngầm đó, nhưng mà trước tiên là mình phải dừng cái bước chân mình lại. Mình dừng hết tất cả các hoạt động của mình lại. Đó là cái hình thức của mình thanh tịnh tam nghiệp trước đó. Mình phòng hộ các căn trước, rồi mình đặt cái ly trên một cái mặt phẳng nào đó và không có đụng chạm tới cái mặt phẳng đó. Nó sẽ không có bị tác động, không có bị chấn động bởi những cái ảnh hưởng của bên ngoài. Mình ngồi yên lặng lại để rồi mình làm cho nước ở trong ly khi nào nó lắng xuống thì bận nhơ từ từ nó sẽ lắng xuống, mình sẽ thấy được phía bên trong cái gì. Thì cũng vậy, một người hành giả tu thiền, cái việc trước tiên chúng ta không có tiếp tục đi giống như một người cầm cái ly đi, là lúc đó chúng ta dùng giới luật để chúng ta ngăn chặn trước, không cho bắt cảnh nữa, không cho tâm chạy theo sắc tưởng, tinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng nữa. Thì lúc bây giờ chúng ta hãy đặt tâm hồn mình ngồi yên trong một cái bối cảnh, vì một trong những cái yếu tố, những cái yếu tố mà một người hành giả có thể tu thiền và có để đạt được cái kết quả cao. Thứ nhất là về cái trú xứ phải thích hợp. Cái thứ hai là vật thực phải thích hợp. Cái thứ ba là bạn đồng tu thích hợp. Và cái sau cùng, đối với những người sơ cơ thì chúng ta cần có một vị thầy hướng dẫn. Và những cái yếu tố này nó sẽ giúp cho mình, bốn yếu tố này giống như là chúng ta đặt cái ly trên một cái mặt phẳng. Chúng ta sau khi mà chúng ta dừng hết tất cả mọi công việc, chúng ta tìm cái trú xứ rồi cái thực phẩm thích hợp, thì tất cả mọi thứ chúng ta đặt trên một cái bàn, thì lúc bấy giờ tâm của chúng ta nó sẽ được vắng lặng. Và khi tâm của mình á, mà nó đã được vắng lặng rồi đó, thì lúc bấy giờ chúng ta rất là dễ dàng thành thiền. Sư có nhận thấy rằng mấy hôm nay đó, có một số vị thiền sinh vào ngồi hành thiền, trong lúc chư tăng giảng các vị ít có để ý, các vị cầm điện thoại, các vị lật tới lật lui cẩm này kia, sư không biết là cái gì ở trong đó, đi tìm cái gì đó. Hay là trong lúc sư nói bây giờ các vị chuẩn bị mở cái Zoom ra để mà các vị nghe giảng tụng kinh gì đó, nhưng mà các vị đó không có làm, cái cầm điện thoại trong lúc mà chư tăng giảng cái cầm điện thoại cái ngồi cái làm này kia khiều tới khiều lui hoài xứng với làm gì đó, thì cái tâm của vị nó không yên. Cho nên là các vị cứ tối ngày cái buông điện thoại xuống, tại vì khi buông điện thoại các vị không có chỗ dựa nữa, các vị cảm thấy bị trống trải. Bình thường cái tâm á, tâm viên ý mã mà. Cái tâm mình nó giống như con khỉ gì đó, người ta có câu nói tâm viên ý mã, tâm giống như con khỉ, cái ý mình nó chạy giống như con ngựa đó. Lúc nào cũng lung tung muốn chạy đâu ra ngoài. Cho nên một cái người mà trên căn bản cái tâm không có định tĩnh là cái người đó họ không có ý thức được, họ không có quan tâm đến cái việc kiểm soát thân khẩu ý của mình, họ không quan tâm đến việc sự kiểm soát thân khẩu ý của mình. Một cái vị hành giả tu thiền ấy, mà vị đó trước khi trình pháp là sư đã biết vị này trình pháp mức độ tu tập ở mức độ nào rồi, tại vì trong cái sinh hoạt bình thường của vị đó mà vị đó không có kiểm soát thân khẩu ý thì tất cả sự trình pháp các vị đó đều là không có thật. Không phải là không thật, nói như vậy thì nó phủ nhận hết 100%, nhưng mà sư cũng đoán được bao nhiêu phần trăm, tại vì vị đó không cố gắng tu. Tại vì trong lúc ngồi yên á, mà vị đó tu, mà khi xả thiền xong vị đó tiếp tục kiểm soát thân khẩu ý, thì vị đó mới là một vị có cái tâm tu thiền. Còn các vị còn có một số vị đó thì bình thường vô ngồi hành thiền mà vô ngồi chút xíu bên em bùng mền chiếu gối rồi chuẩn bị nước rồi chuẩn bị đủ thứ hết, kéo màn cao từ từ xong cái ngồi đầu hết vô thở ra khoảng chừng 5 phút sau nghe cái tiếng kêu xa xa vọng về ngáy o ngáy xong giật mình thức dậy xong là cái đánh chuông xong xả thiệt. Ủa là hành thiền an lạc của hạnh phúc, cái đó an lạc không phải đến do thiền, an lạc do cái việc các vị ngủ đủ. Dạ. Chứ bắt đầu hành thiền. Hôm qua đó mà trong cái giờ mà thiền các vị nằm thì thật sự cái giờ đó si vô duy, các vị biết các vị đang sao dùng cơm trưa xong mà được cái không gian trời mát mát xe xe lạnh gì nữa.
mà nằm rỗng mấy ngày nay mệt nữa, cho nên nằm xuống thẳng lưng, nhất là không có được nằm nệm. Thật ra nằm nệm khó ngủ, nằm chỗ này không có nệm vậy nó cứng cái lưng nữa, được thẳng ra không được. Cho nằm xuống cảm thấy trời sâu, trên đời này không có thứ gì nó còn hạnh phúc hơn là không có nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp, mà thật sự chỗ này còn hạnh phúc hơn nữa. Dạ. Thì như vậy á, một người mà chúng ta hành thiền mà chúng ta do không có kiểm soát nội, không có kiểm soát nội tâm tốt, xin lỗi, không kiểm soát thân khẩu ý tốt, thì các vị đó sẽ bị phóng tâm nhiều. Mà cái đó đến từ nguyên nhân ở đâu? Một trong những cái đầu tiên đó là giới không có giới tịnh. Trong tất tịnh, cái tịnh đầu tiên nó không có giới tịnh, tại vì các vị không có quan tâm tới vấn đề kiểm soát thân khẩu ý. Mỗi buổi sáng, thì cô Tâm An nhớ buổi sáng thì mình không cần xin 10 giới, mình chỉ xin 8 giới đủ rồi. Trong số vị khỏi mới không bị lẫn lộn. Dạ. Thì mỗi một ngày chúng ta xin giới, nhưng mà trong ngày chúng ta có ý thức để giữ giới không? Có bao nhiêu vị trong ngày ý thức mình phải giữ 8 giới? Có khi nào quý vị có ý thức giữ giới sát sanh trong ngày không? Có không? Dạ. Tại vì có một số vị nói mình đâu có môi trường sát sanh đâu, mình quan tâm chỉ là chi. Nhưng mà cái giới sát sanh á, cái giới đó không phải là mình trực tiếp mình giết, một cái giới sát sanh đó là nó đến xuất phát từ cái tâm từ. Cho nên mình làm những cái hành động, những cái thân, cái khẩu nào của mình á, mình không có tâm từ đối với chúng sanh khác đó, thì điều đó cũng không có được. Cho dù trong cái giới sát sanh đó, là biết chúng sanh nó có thức tánh, mình cố ý giết, mình ráng sức giết, ý thức của chúng sanh nó đã chết vì mình đó, chúng sanh nó đã chết và mình ý thức chúng sanh chết vì mình thì phạm tội sát sanh. Tuy nhiên rằng ở trong đó nó có một cái hàm ý là một người và giữ giới sát sanh đó là cái người đó phải sống với cái tâm từ, phải biết thương chúng sanh khác, không cướp đoạt cái mạng sống của chúng sanh khác giống như mạng sống của mình đấy nè. Ai cướp đoạt, ai cũng có cái sự ham sống sợ chết đó. Cho dù là một cái con vật nhỏ bé nhất. Do vậy hãy mình biết cái sự sợ hãi của mình biết cái chết rất là đau khổ như vậy đó, thì mình không có thể nào mình dùng một cái tâm sân hận mình đi cướp đi cái mạng sống, do mình có phước hơn, do cái thân tướng của mình lớn hơn mình cướp đi mạng sống, cho dù nó là một cái con kiến nhỏ bé. Dạ. Và trong một ngày khi nào chúng ta có ý thức là mình không có trộm cắp đâu. Có sẽ có một số vị hồi nãy có một vị Phật tử đến gặp sư, là có mấy người họ có dân nhãn trong chùa ngon quá, trái nhãn rất là ngon. Đến ông sư và sư quan hỷ, sư thư thọ dùng cái để con xin. Tại vì nếu mà thôi cũng sợ đấy. Dĩ nhiên một cái hành động rất là nhỏ, nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện tốt. Tại vì mình ý thức, mình chánh niệm được là cái đó không phải thuộc về mình. Cái đó là một cái chuyện tốt, tuy rằng nó một chuyện nhỏ, nhưng mà nếu mà mình giữ giới và bằng một cái phản năng, cái phản xạ như vậy đó, dần dà về sau nó sẽ rất là tốt. Khi mình thấy một chúng sanh khác đó, mình không có dễ dàng để cướp đi mạng sống chúng sanh khác đó. Và tất cả chung, bây giờ chúng ta lấy ví dụ không có nghe nhạc đi, thì mình vừa nghe nhạc mình sực nhớ tới nhạc, nó sẽ làm cho tâm hồn của mình nó bị chao đảo, nó bị không có sáng suốt, tại vì mình bị chìm đắm trong cái tiếng nhạc, trong cái ngôn ngữ, trong cái âm giai tiết điệu. Hay là khi nào mình rửa mặt rồi, các vị nó do cái nhu cầu thời tiết lạnh cho nên các vị phải dùng đến lotion, rồi các vị phải dùng. Tôi thấy là có một số vị đi tu học mà cái xà bông tắm vì đủ thứ đó. Nào là condition, rồi body wash thì rất là nhiều thứ không ạ? Dạ, rất nhiều thứ đó. Nhưng mà thật sự khi các vị làm điều đó là các vị làm vì sức khỏe hay các vị là vì làm cho đẹp? Nếu mà mình sợ da đen, mình muốn làm cho đẹp thì cái đó không có nên. Tại vì lý do tại sao mà chúng ta giữ cái giới không trang điểm, thoa bột sơn dồi phấn và đeo trần hoặc trần hoa? Bởi vì cái đó nó sẽ cho chúng ta cái tâm tham, chúng ta dính mắc vào cái thân này không có cần thiết. Giờ thì cũng vậy, chẳng hạn như cái giới uccha sayana maha sayana đó,
giới mà không nằm ngồi nơi không nơi quá cao và xinh đẹp. Đó là cái giới đó mình chú trọng về cái sự hưởng thụ trong cái sự hưởng lạc. Mà cái hưởng lạc đó là một cái người thế tục, mà một người tu đó, thì cái sự hưởng lạc không có. Vì rằng mình đang làm giảm thiểu, mình đang tiết chế, mình đang tìm cách để mình không bị dính mắc, mình không có muốn làm cho cái vị ngọt của ngũ dục nó làm chìm đắm mình. Cho nên cái việc mình ngủ nghỉ là mình chỉ cần cái chỗ để mình nằm xuống. Bởi vì do cái thân ngũ quẩn này, cái pháp hành, cho nên mình phải bị mệt mỏi do cái sự vô thường của đời sống. Mình đi tìm cách để nghỉ cho mình được sự thoải mái hơn, mình tiếp tục cuộc sống, chứ không phải là mình tìm sự hưởng lạc. Cho nên cái việc mà nằm ngồi nó quá cao và xinh đẹp đó, thì tùy theo cái tiêu chuẩn mà cái standard đời sống của mỗi quốc gia đó, thì nó khác nhau. Chẳng hạn như ở Việt Nam đó, mà ngày xưa đó cái việc nằm nệm đó, nó là cao sang, mà việc nằm cái giường bình thường, nằm chiếu là bình thường. Mà chiếu là chiếu loại gì, chiếu lát hay là đệm hay là chiếu bông vân vân. Nhưng mà đi qua bên Mỹ bên đây hình như là cái đời sống bình thường ấy, cái tiêu chuẩn thông thường ấy, là ai cho dù một người nghèo đến đâu nữa họ cũng phải có một cái giường nệm. Cho nên cái nệm ở đây ấy, nó không có phải là cái được gọi là nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp, mà nó là cái tiêu chuẩn sống bình thường. Do vậy không có thể nói có những vị thọ bát quan trên giới xong mà các vị ngồi tối nay không dám lên giường ngủ, con ra sofa ngủ rồi cản đất ngủ. Cái đó là cái đó thuộc về giới cấm thủ rồi. Mình vẫn ngủ bình thường, nhưng mà cần khi nào mình lên trên giường ấy, mình nằm ở trên giường rồi bắt đầu mình tìm những cái tấm xếp trải giường cho đẹp, rồi những cái gói ôm, rồi gói nằm, rồi xung quanh mình để con gấu, con chuột, con mèo gì xung quanh. Có những người có thói quen trên giường họ để rất là nhiều con, rồi họ làm cho trên giường ở trước đi lên họ cứ thắp đèn cầy, rồi mở nhạc nhẹ, hiu lạnh vân vân. Cái đó là một sự hưởng thụ. Thì đối với một cái người sống bình thường thì họ không cần thiết phải hưởng thụ như vậy. Đối với một cái người tu thì do cái sự tiết chế của mình không có hưởng thụ như vậy. Rồi đối với cái đời sống của đời sống của người tại gia cư sĩ đó, là chúng ta giữ giới đó là để cố gắng làm thanh tịnh tam nghiệp. Nhưng mà đối với người một bậc xuất gia, ngoài cái việc thanh tịnh tam nghiệp, bên cạnh nó còn một cái thứ khác là vị giới giữ giới luật đó, là cái vị đó phải luôn luôn tìm cách tìm lỗi của mình, và mình không biết tìm lỗi của người khác. Mình phải thấy mình trong những cái lỗi nhỏ nhặt. Vì chính vì hãy mình giữ giới càng nhiều chừng nào đó, thì mình sẽ thấy lỗi mình càng nhiều chừng đó. Và nếu thấy lỗi mình nhiều thì mình phải chánh niệm nhiều trong việc thân khởi, để kềm chế thân khởi của mình. Do vậy giới luật của một hàng xuất gia, một điểm khác nữa là hàng xuất gia là khi chúng ta xuất gia là chúng ta đã chấp nhận cái đời sống khác mình, chấp nhận đời sống khuôn khổ trong giới luật. Chúng ta khép khổ trong cái đời sống của thiền môn. Cho nên cái việc mà chúng ta giữ giới là chuyện đương nhiên, bắt buộc. Tại chúng ta biết rằng cái con đường mình đang chọn đó, đó là cái con đường mình đang đi tìm cầu cái sự thoát khổ. Cho nên những cái gì mà nó hệ lụy trong đời sống, cái gì mà nó liên quan đến dục lạc của ngũ trần đó, thì chính cái giới luật này nó sẽ giúp cho mình giảm bớt đi. Chư tăng là những vị người tu sĩ, là những người dùng giới luật để làm hàng rào ngăn chặn thiện pháp, dùng thiền định để đè nén bất thiện pháp, và dùng tuệ pháp để sát trừ bất thiện pháp. Do vậy cái đời sống của chư tăng là cái chuyện mà tăng ni chúng ta dùng giới luật để làm hàng rào bất thiện pháp là chuyện đương nhiên chúng ta phải làm. Và mỗi một ngày chúng ta sẽ cố gắng làm nhiều hơn. Bậc xuất gia trong 10 điều tâm niệm của bậc xuất gia đó, bậc xuất gia tôi cũng mười giờ tức mà ở đây không phần sự nào của sa môn nó cần phải làm cho tròn, sự nuôi sanh mạng của tăng nơi cái khác cần sự làm cho thân của ý ta thêm trong sạch vẫn còn nữa, chẳng phải chỉ có bấy nhiêu. Tâm ta có tự chê trách ta vì giới luật không đầy đủ chăng, hay là khi các bậc phẩm hạnh đến hỏi ta trong giờ phút cuối cùng ta có khổ thẹn chăng? Đó là những điều tâm niệm của một vị xuất gia mỗi ngày chúng ta cần đọc. Do vậy đời sống của vị xuất gia, chúng ta dùng cái giới luật để mình làm cái hàng
cái hàng rào, giống như là chùa mà mình ban đêm tối hàng rào đóng cửa để mình ngăn chặn những người homeless hay là những người mà họ lỡ tình cờ họ có thể gây nguy hiểm hay là không có, mình thấy không có an toàn cho trong chùa thì mình làm hàng rào cứu vệ. Một người tu của mình giữ giới luật thì mình để cho nó được bảo vệ cái phạm hạnh của mình cho nó tốt hơn, bởi vì chính cái giới luật đó nó làm cái hàng rào, chẳng hạn như là chúng ta khi nào tha quý không tâm tịnh. Và trong cái bài kinh mà trong cái bài kinh hình như sư nhớ một cái bài kinh chúng ta tụng trong đó là ngày nào thân khẩu ý thanh tịnh thì ngày đó chính là ngày Cát Tường. Ngày Cát Tường đó là ngày hạnh phúc, ngày an lạc. Hãy ngày nào thân khẩu ý, cho nên một người mà sống với cái thân khẩu ý thanh tịnh thì ngày đó họ an lạc vô cùng. Và một cái điều bằng chứng là những cái ngày qua khi mà chúng ta trong cái thời khóa hành thiền như vậy, chúng ta không có nghĩ mong lung chuyện gì, chỉ trừ ra những cái vị mà lo ra thôi. Và những người mà không mong lo ra, thật sự ở trong đây quý vị thức ăn cũng có, nước uống cũng có, điều kiện ngủ nghỉ cũng có, tất cả mọi thứ mình đều có hết. Cho nên không có một lấy một cái lý do gì mà để mình lo lắng, mình sợ hãi trong đây. Mà nếu mà người nào mà trong cái phát thiền mà tâm không an lạc bồn chồn, cái đó là do cái cho cái gì? Theo quý vị cái đó là do cái gì? Do cái nghiệp của quá khứ. Cho nên cái tâm mình nó khi mà mình đến gần. Và một điểm thứ hai nữa là mình không bao giờ làm cái mũ trong cái nồi canh. Là cái mũ trong cái nồi canh là không bao giờ nếm được cái hương vị của canh. Các vị nhận ý nó không? Có bao giờ một cái giá mũ canh hay cái mũ nồi canh mà nó biết được cái hương vị của nồi canh lạ hay là nồi canh mặn không? Điều này không có thể được. Chúng tôi mỗi lần đi hành hương ở bên Ấn Độ, chúng ta nhìn thấy có những chúng sanh mà đi đến Bồ Đề Đạo Tràng, có những vị hành thiền, có những vị vái lại cầu xin, hay có những vị làm những cái nghi thức này nghi thức kia, nó thuộc về giới cấm thủ hay là thuộc về tà kiến, hay là mình nhìn thấy những cái con thú vật như là những con chó nó chạy rong đó, mình có một cái bao quát về những cái chúng sanh mà đang có mặt ở trong cái Bồ Đề Đạo Tràng. Thường thấy mỗi chúng sanh có một cái biệt nghiệp, mỗi chúng sanh có một cái phước duyên khác nhau, cũng đến nơi tứ động tâm đó, nhưng mà mọi người đó tạo nghiệp và tạo phước khác nhau. Cũng chính trong tứ động tâm đó có những người đó có niềm tin với Đức Phật rất là lớn, nhưng mà có những người cũng đến tứ động tâm mà cái niềm tin của họ bị lệch lạc đi. Còn có những người đó sống trong tứ động tâm mà họ lợi dụng, họ đi xin ăn hay là họ buôn bán, và những con thú như là nó chó rất là nhiều, nó chạy nó đi kiếm thì tất cả chúng sanh đều giống nhau thôi. Thì cũng vậy, sư không có muốn rằng trong một cái khóa thiền mà tất cả mọi người đều vô đây mà nó có sự khác biệt như vậy. Khi mà chúng ta ngày hôm nay trong cái mùa đang dịch bệnh như thế này, trên thế giới có rất là nhiều người đang sống trong lo sợ hãi, lo sợ thiếu miếng ăn miếng cơm, rồi bị phong tỏa, bị cách ly, rồi bị curfew, rồi vân vân và vân vân, nhiều thứ lắm. Mà chúng ta có được một không gian hoành thiện, đó là phước đức vô cùng. Các vị tưởng chừng như một năm trước đây, các vị có nhớ một năm trước không? Một năm trước mình khổ tới đâu? Ở trong chùa có những lúc mà ban đêm tối là nó ra cái thông báo là mình phải bị curfew từ mấy giờ đến mấy giờ, rồi khu downtown, rồi khu Tampa, rồi ở đâu thành phố này thành phố kia, chúng ta đau khổ lắm. Nhưng mà ngày hôm nay mình được như vậy, đó đã làm cái phước rồi. Rồi ngày hôm nay ở trong một cái thế giới sống, ở trong một cái môi trường mà cái đời sống vật chất đầy cám dỗ như vậy, mình dám đặt tất cả mọi thứ phía sau lưng để mình có mặt ở trong đây, mình đi tìm một thứ an lạc của sự buông bỏ. Cái đó nó là một cái sự từ bỏ rất là lớn ở trong từng cá nhân của những người của chúng ta đang có mặt ở trong đây. Trong giữa những cái phồn hoa của đời sống này, trong những cái cám dỗ của đời sống vật chất này, mà mình lại khước từ nó, mình lại đi tìm một thứ, đó là mình làm sao cho cái tâm lý của mình nhàm chán với những thứ đó. Và đối với những người họ nhìn thấy mình giống như là một người không bình thường, đời sống hưởng lạc vui quá mà, tại sao mình phải tìm cách để mình cứ từ?
Mà tại sao đây có những cái con người họ lại tìm khách khước từ cái cảm xúc của mình? Có những người họ tìm cách phủ nhận cái cảm xúc của mình. Tại sao có thứ vui mà lại không muốn vui? Tại sao có cái cảnh đẹp mà nghĩ về đến cái ngày tàn úa của nó? Tại sao những cái âm thanh hay, những vị ngon xúc lạc, tại sao mình không có nghĩ đến hướng tiêu cực mà lại nghĩ hướng, mình nghĩ không hướng đến tích cực mà nghĩ đến cái nhìn của cái tiêu cực? Nhưng mà thật ra trong đời sống, Đức Phật là không phải vậy. Ngài cho mình cái nghĩ tiêu cực, mà Ngài cho mình một cái suy nghĩ sáng suốt, một cái ý thức rõ ràng, một cái hiểu đúng, chứ không phải là cái nghĩ tiêu cực. Cái nghĩ tiêu cực là một cái nghĩ buồn chán, chán nản, làm cho tâm hồn của mình nó đi xuống. Còn đằng này Đức Phật này chỉ cái mà mình đang nghĩ nó là tích cực, thật ra trong tổng không có cái gì hết. Cho nên đừng có nghĩ rằng mình tu là mình ngồi buồn, thì tại sao như thế này, tại sao khi đi vào trong chùa nó chán nản, vân vân và vân vân, tại vì mình tu. Nhưng mà các vị nghĩ điều đó sai rồi. Đúng là Đức Phật này nói là ở đây là khổ, đây là nguyên nhân sanh khổ, trên đời này không có gì dục lạc vui ít khổ nhiều, vân vân và vân vân. Đức Phật này nói như thế đó. Nhưng không phải là Đức Phật Ngài cho mình một cái nhìn tiêu cực về đời sống, mà Đức Phật nói là cái nhìn tích cực của mình chính là cái sự mê mờ, cái si mê của mình. Thật ra trong cái đời sống của mình, cái bản chất thật của đời sống là cái gì, và mình phải ý thức rõ ràng về đó. Do vậy buổi tối ngày hôm nay, sư sẽ nhận ra những cái buổi giảng sư nói về thất tịnh. Ngày hôm nay sư nói về cái tịnh đầu tiên, đó là cái giới tịnh. Một người hành giả tu thiền á, thì cái sự thanh tịnh về giới nó là cái yếu tố rất là quan trọng. Bởi vì chính cái người mà chúng ta giữ giới luật thanh tịnh á, thì chính là chúng ta làm cho thân khẩu ý của mình được thanh tịnh. Mà thân khẩu ý của mình được thanh tịnh á, thì lúc bấy giờ mình mới phòng hộ được các căn. Khi các căn được phòng hộ thì các cái vọng tưởng sẽ được dập tắt. Và vọng tưởng đó là sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng. Mà đời sống của mình là mình bị chìm đắm trong những cái thứ tưởng đó, và những cái thứ tưởng đó sẽ làm cho mình có những cái tạp niệm, những cái quán niệm, những cái dính mắc, những cái hệ lụy, những cái sự ràng buộc, và làm cho con người mình nó mê mờ, để rồi mình có những cái hành động thiện và hành động bất thiện. Như vậy đó là cái nội dung mà ngày hôm nay, buổi tối hôm nay sư muốn gửi đến cho toàn thể các quý vị thiền sinh.